Alo, ban tổ chức xin thông báo để những nội dung chính trong buổi chiều ngày hôm nay được diễn ra thuận lợi và thành công, đề nghị bà con chúng ta hết sức phối hợp và nhường đường cho đoàn kiệu, đoàn lễ và con rồng di chuyển vào sân khấu chính. Đề nghị bà con chúng ta hết sức tạo điều kiện và di chuyển lùi ra phía sau để ban tổ chức có thể hoàn thành được các nội dung công việc trong buổi chiều ngày hôm nay. Đề nghị các du khách, các bà con chúng ta di chuyển xuống sân khấu ạ, để các nội dung chiều hôm nay sẽ diễn ra ngay sau đây. Xin mời bà con chúng ta di chuyển tránh các bộ phận làm việc của lễ hội. Về hai phía cánh gà sân khấu. Hiện nay là đến giờ làm việc, xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo cũng như là toàn thể nhân dân chúng ta sẽ cùng chờ đợi vị trí. Xuống bên dưới sân khấu. Xin mời các anh chị em nghệ sĩ trong đội văn nghệ quần chúng của huyện Quảng Hòa sẽ khẩn trương tập kết ở hai bên cánh gà để chuẩn bị thực hiện chương trình chiều ngày hôm nay ạ. Lùi xuống phía dưới sân khấu và nhiều sân khấu để cho các nội dung của chương trình tranh đấu pháo của chiều ngày hôm nay sẽ được hiện ở đây. Xin mời bà con, các cháu nhỏ chúng ta sẽ lùi lại và lùi xuống bên dưới các bạn. Thank you.
hội văn nghệ quần chúng của huyện Quảng Hòa sẽ khẩn trương tập kết ở hai bên cánh gà để chuẩn bị bắt đầu chương trình.